tỉnh lộ 622B, đoạn thuộc xã Hương Trà, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021, chúng tôi chứng kiến hàng chục điểm lở núi kinh hoàng. Nước từ núi chảy xuống thành dòng, cuốn theo đất bùn trải dài trên đường. Ngọn núi này sạt lở vào hôm 24 tháng 10, gây ách tắc toàn bộ đoạn đường này. Công ty cổ phần xây dựng giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đưa xe đến để khắc phục tạm cho dân qua lại. Người dân lưu thông rất khó khăn. Đường khó đi thì đi ai phải sợ chứ. Sợ nhất nếu mình đang đi sạt lở trúng mình biết làm sao. Non thì dễ, nữ thì khó, mà ta yếu thì lé rồi nó bùn đất đó nó dễ bị tán rồi á. Em qua một tí đó bùn đất tùm lum đầy chân ấy, hôm nhờ cái anh kia chắc ngỏ xe rồi. Nói chung là mùa mưa thì ở đây thì năm nào cũng vậy, em giáo viên đó thì dạ mấy năm rồi, năm nào cũng vậy hả, đi về lúc nào cũng vậy hả, mùa mưa rất là sợ giờ sạt lở người đi lên xuống cũng rất là khó khăn. Cái đoạn đường đây rất là nguy hiểm này, cái nguy cơ sạt lở rất là cao. Nhưng cái đoạn đường này là cái bà con này đi làm này, rồi cùng một số anh em cán bộ từ miền xuôi ấy, lên miền ngược đi làm công tác rất là vất vả lắm. Cũng đề nghị ở chỗ cấp trên thì quan tâm để thông tin để có bà con đi làm cũng như anh em cán bộ đi làm công tác trên miền núi. Công ty đã thực hiện những công tác tại chỗ như là nhân công, thiết bị tại chỗ, và đồng thời là sẽ máy móc thiết bị đưa lên để thông tuyến bước một cách nhanh chóng. Hiện tại đến thời điểm này thì tuyến DT622B thì đã thông xe bước một hoàn toàn. Trưa ngày 26 tháng 10, ông Trần Văn Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng cho biết, từ ngày 22 tháng 10, mưa kéo dài đến mấy ngày sau, trung bình là 300mm đến 400mm trên địa bàn đã gây sạt lở núi nhiều tuyến đường giao thông. Người dân ở ba thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cả Đam gồm 490 hộ với 2.216 nhân khẩu bị cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông nó bị sạt lở, đặc biệt là cái tuyến Hương Trà đi cái Trà Nham cũ á, hiện nay là nó sạt lở rất là nặng. Khả năng khắc phục thì hiện nay là huyện mới chỉ đạo vấn đề là khắc phục tạm thời để cho đảm bảo cho người dân đi lại và xe máy đi lại được thôi, để phục vụ cho cái việc là cấp cứu khi có trường hợp người dân đau ốm, thuốc men. Còn lại thì các cái tuyến khác thì ngay sau khi nó kết thúc á, thì tranh thủ là cái thời tiết nó đang còn chưa mưa đó, thì ngày hôm qua nay thì phải nói rằng là huyện đang chỉ đạo các cái đoàn đi xuống các xã để chỉ đạo khắc phục giao thông hết các cái tuyến. Ngoài ra, từ xã Trà Tân đi xã Trà Nham còn có sạt lở 4 điểm. Tuyến đường từ xã Trà Bình đi xã Trà Tân sạt lở 2 điểm. Theo ông Sương, do chủ động trước nên huyện đã di rời sơ tán trước các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn là 43 hộ với 169 nhân khẩu, hiện chưa ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Trước mắt, huyện Trà Bồng tạm khắc phục các tuyến bị thiệt hại nhẹ, còn lại các tuyến đường nặng thì đang đưa phương tiện tiếp tục tổ chức khắc phục để lưu thông tạm thời.